Thanh Nhẫn rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Với mong muốn là một kênh truyền thông sẽ cập nhật cho toàn thể quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới những tin tức nóng nhất, chính xác nhất trong 24 giờ hàng ngày. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các clip được đăng tải trên kênh. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Và sau đây sẽ là nội dung chính sẽ có trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Ca mắc COVID-19 ở Bà Rịa Vũng Tàu tăng mạnh trong cộng đồng. Nhiều huyện, thị xã nâng cấp độ dịch. Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng, chỗ hoa vàng ngập lối để ong bay. Chấn chỉnh tình trạng người nghi mắc COVID-19 được cho tự về nhà cách ly. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống 7 ngày. Bạc Liêu tăng tốc tiêm vaccine cho trẻ, phụ huynh vui mừng. Và sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ca mắc COVID-19 ở Bà Rịa Vũng Tàu tăng mạnh trong cộng đồng. Nhiều huyện, thị xã nâng cấp độ dịch. Thưa quý vị, tối ngày 19 tháng 11, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tính từ 18 giờ ngày 18 tháng 11 đến 18 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2021, tỉnh này ghi nhận 444 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 195 ca, trong đó 5 ca trong khu vực cách ly tập trung, 3 ca đang cách ly tại nhà, 36 ca trong khu vực phong tỏa, 151 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 32 ca, gồm 15 ca trong khu vực cách ly tập trung, 17 ca ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ có 140 ca, trong đó có 17 ca trong khu vực cách ly tập trung, 23 ca đang cách ly tại nhà, 54 ca trong khu vực phong tỏa, 46 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 17 ca, gồm 4 ca trong khu vực cách ly tập trung, 13 ca ngoài cộng đồng. Huyện Đất Đỏ có 4 ca, trong đó có 2 ca trong khu vực cách ly tập trung, 2 ca đang cách ly tại nhà. Huyện Long Điền ghi nhận 29 ca, gồm 10 ca trong khu vực cách ly tập trung, 19 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc 27 ca, gồm 12 ca trong khu vực cách ly tập trung, 15 ca ngoài cộng đồng. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết thêm, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 đã ghi nhận 1.295 ca mắc COVID-19 mới và 929 ca ngoài cộng đồng. Riêng trong ngày 19 tháng 11, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 444 ca mắc mới. Cao nhất từ trước đến nay, số ca ghi nhận ngoài cộng đồng có liên quan đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp chiếm tỷ lệ cao trong tổng số ca mắc thời gian qua. Nguyên nhân do một số người dân thực hiện chưa tốt quy định 5K, một bộ phận doanh nghiệp chưa chấp hành tốt quy định về an toàn phòng chống dịch, thực hiện chưa tốt nguyên tắc an toàn mới sản xuất phải an toàn. Do đó, Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nắm chắc tình hình, thường xuyên đánh giá tình hình dịch bệnh để chuẩn bị sẵn sàng các phương án, nguồn lực ứng phó khi dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp hơn. Ngày 19 tháng 11, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn, áp dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2021. Theo đó, vùng đỏ sẽ có thành phố Phan Thiết và các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý. Vùng cam là thị xã La Di và các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh. Các huyện ở vùng vàng gồm Đức Linh, Hàm Tân và Hàm Thuận Nam. Hôm nay, Bình Thuận ghi nhận 370 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thành phố Phan Thiết 177 ca, trong đó có 127 ca ngoài cộng đồng, 50 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Tuy Phong 64 ca, gồm 60 ca ngoài cộng đồng, 4 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Bắc Bình 62 ca, trong đó có 35 ca ngoài cộng đồng và 27 ca trong khu cách ly tập trung. Thị xã La Di 30 ca, gồm 26 ca ngoài cộng đồng, 4 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Thuận Nam 19 ca, 16 ca ngoài cộng đồng, 3 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Tánh Linh 10 ca ngoài cộng đồng, huyện Hàm Tân 8 ca, 6 ca ngoài cộng đồng, 2 ca trong khu cách ly tập trung. Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng, chỗ hoa vàng ngập lối để ong bay. Thưa quý vị, tháng 5 năm 2021 đánh dấu thời khắc lịch sử đợt dịch thứ tư bùng phát mạnh. Ở đợt dịch này, số ca nhiễm không còn ở con số hàng trăm người mà vượt cột mốc hàng ngàn người. Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng khủng hoảng, bệnh viện dã chiến lập ra không đủ sức phục vụ, nhiều người dân không có nơi để điều trị. Ca mất có ngày hơn 300, nhà hỏa táng quá tải dù hoạt động hết công suất ngày đêm. Ai sống trong thời điểm này tại các điểm dịch, nhất là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, sẽ không thể nào quên đi hình ảnh toàn dân chống dịch. Toàn bộ hệ thống chính quyền, các cơ quan nhà nước sáng đèn thâu đêm, cán bộ chống dịch xuyên suốt không thể về nhà.
Trong trận dịch khủng khiếp này, không đếm xuể hình ảnh của bao nhiêu người vợ, chồng và con tìm đủ mọi cách để đưa người thân yêu đến bệnh viện điều trị, với niềm hy vọng mong manh là sẽ chữa khỏi. Nhưng may mắn đã không đáp lời. Họ đưa người đi rồi đón người thân về nhà trong hình hài tro cốt. Tình người trong đại dịch, không để các cơ quan chức năng một mình chống dịch. Nhiều nhóm từ thiện với trái tim thiện nguyện đã đồng hành chung tay để các bếp ăn đỏ lửa, chia sẻ bữa no với người dân. Sau đó có người đã nhiễm bệnh, ra đi vĩnh viễn trong quá trình chia sẻ đó. Thời khắc vô cùng khó khăn, dịch bùng phát mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính sốt ruột phát đi lời hiệu triệu, tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chi viện lực lượng đặc biệt khẩn cấp cho thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ dù đã về hưu và sinh viên ngành y dù đang còn trên ghế giảng đường cũng tình nguyện đăng ký đến tuyến đầu chống dịch vì đồng bào thân yêu. Cuộc chiến chống dịch khốc liệt, biết bao cán bộ chiến sĩ gác lại việc gia đình ra tuyến đầu phục vụ nhân dân, không quản khó khăn, không ngại hiểm nguy, nắng cũng như mưa, ngày cũng như đêm, nhiều chiến sĩ túc trực 24/24, bám trụ các chốt kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu vực phong tỏa. Xa nhà mấy tháng trời, nhiều nỗi nhớ phải gác lại, nhiều lời hứa hết dịch con về, hết dịch anh về, hết dịch bố về, nhưng rồi biển biệt đi không về nữa. Nhiều cán bộ đã hy sinh trong quá trình chống dịch khốc liệt đó, họ phục vụ nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Trong những ngày dịch bệnh khốc liệt, gam màu xám xịt bao trùm khắp đất nước, những đám tang đưa tiễn đồng đội cũng diễn ra chóng vánh. Chỉ là những cái chào tiễn biệt đồng đội ở ven đường khi xe chở hài cốt đi qua. Bố mẹ chào con bằng vành khăn tang trắng chi chít trên đầu. Đau khổ tột cùng, nhưng tất cả đều nén lại đau thương để tiếp tục cho cuộc chiến chống dịch còn đang dở dang phía trước. Trong cuộc chiến này, sẽ không thể nào quên hình ảnh y bác sĩ phục vụ ở tuyến đầu trong bộ trang phục bảo hộ kín mít, hầm hập, nhưng ngày đêm quần quật với công việc không dám nghỉ ngơi. Bệnh nhân quá đông, bệnh viện quá tải, đặt y bác sĩ trong tình huống phải dốc hết sức cả ngày lẫn đêm. Một ca bệnh nặng, một tiếng máy monitor không hoạt động nữa, hơi thở của bệnh nhân khó đi, cũng đủ làm đội ngũ y bác sĩ không dám ngủ. Trong khoảng thời gian đặc biệt này, y bác sĩ vừa điều trị cho bệnh nhân, vừa thay gia đình bệnh nhân thực hiện tất cả các công việc. Xem bệnh nhân như người thân, nhiều y bác sĩ chỉ thật sự dám nghỉ ngơi khi đã kiệt sức, khi không còn sức, xỉu trên nền nhà. Có những đau đớn tột cùng, trong quá trình phục vụ nơi tuyến đầu, nhận tin gia đình có tang, biết bao y bác sĩ đã nén đau thương, lập bàn thờ vọng, tiễn biệt người thân ngay tại bệnh viện dã chiến, rồi nhanh chóng gác lại tất cả nỗi đau để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng đó chưa phải là nỗi đau nhất của người y bác sĩ nơi tuyến đầu. Đau xé lòng khi không cứu chữa được bệnh nhân và đau đớn tột cùng hơn khi không thể cứu chữa cho chính đồng đội của mình không may nhiễm COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Còn gì khủng khiếp hơn khi chứng kiến đồng đội mình ra đi và phải lấy hết can đảm làm việc không ai muốn, báo tin về cho gia đình biết bạn đã hy sinh. Tại Việt Nam, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của trên 23.337 người. Hơn 2.500 trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, người thân. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có 17.265 người tử vong trong đại dịch COVID-19 và cũng là địa phương có số trẻ mồ côi nhiều nhất, 1.584 em. Nhiều chính sách chia sẻ, tri ân và quan tâm đặc biệt đến người đã mất và trẻ em mồ côi đã được thực thi. Quỹ hỗ trợ nuôi trẻ mồ côi, học bổng 3 triệu trên năm cho trẻ em đến trường hết cấp 3 cũng đã và đang được Hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt. Tuy nhiên, bao nhiêu cũng sẽ là không đủ bởi sự mất mát, tang thương của đại dịch là quá lớn, nó sẽ ám ảnh con người ta đến cuối cuộc đời.
Vì thế, cần nhiều hơn nữa sự quan tâm, động viên và chăm sóc tinh thần cho người ở lại cũng là để người mất được an lòng. Nếu chúng ta vẫn còn đến hôm nay, sống vui vẻ bên người thân, tiếp tục công việc mình yêu thích và nuôi dưỡng đam mê cho chuỗi ngày sắp đến là một phước lành. Hãy biết ơn và sống tốt, trọn vẹn với ý nghĩa cuộc đời. Vì rất nhiều đồng bào đã không may mắn vượt qua đại dịch. Họ nằm xuống trong cô quạnh. Chấn chỉnh tình trạng người nghi mắc COVID-19 được cho tự về nhà cách ly. Thưa quý vị, hôm nay Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết tỉnh đã có văn bản gửi các đơn vị địa phương về việc xử lý đối với các trường hợp nghi mắc COVID-19 được phát hiện qua tầm soát cộng đồng. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, trong thời gian gần đây, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho nhân viên, người lao động để tầm soát, phát hiện sớm người mắc COVID-19. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, nhân viên của một số cơ quan, doanh nghiệp sau khi test nhanh có kết quả nghi mắc COVID-19 thì được cho tự về nhà cách ly, không khai báo đến cơ sở y tế. Điều này là không đúng với quy định phòng chống dịch COVID-19, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Trước tình hình đó, Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, sở y tế tư nhân, bệnh viện tư nhân tăng cường quản lý theo quy định các trường hợp nghi mắc COVID-19 đối với nhân viên, người lao động đến khám chữa bệnh. Các trường hợp sau khi xét nghiệm tầm soát có kết quả nghi nhiễm hoặc xác định dương tính với SARS-CoV-2 thì nhanh chóng cách ly riêng, triển khai ngay các phương án phòng chống dịch tại đơn vị và thông báo đến cơ sở y tế gần nhất để có hướng dẫn xử lý đúng quy định, không được tự ý cho người nghi mắc COVID-19 về nơi cư trú. Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo rõ, mọi trường hợp thực hiện không đúng quy định về phòng chống dịch làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, đoàn thể từ ngày 8 tháng 11 với số lần xét nghiệm 3 ngày trên lần. Qua xét nghiệm đã phát hiện một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở một số đơn vị có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong ngày 19 tháng 11, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục có công văn tổ chức xét nghiệm cho tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ ngày 22 tháng 11 với số lần xét nghiệm 3 ngày trên lần. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống 7 ngày. Thưa quý vị, hôm nay Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn kiến nghị Bộ Y tế về việc rút ngắn thời gian cách ly tập trung. Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai áp dụng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vì vậy các hoạt động sản xuất và sinh hoạt xã hội được khôi phục. Nhằm gia tăng hiệu quả trong công tác chăm sóc, điều trị F0, duy trì mục tiêu hạn chế các trường hợp bệnh nặng và tử vong do COVID-19, đồng thời để giảm tải cho các khu cách ly tập trung, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế cho phép thành phố thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng, đã tiêm 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 7. Hiện thành phố đang thu dung cách ly điều trị 66.722 ca mắc COVID-19, trong đó có 48.903 F0 đang được cách ly tại nhà và 5.185 F0 tại khu cách ly tập trung, chiếm tỷ lệ 81%. Đây là các trường hợp F0 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, với mũi 1 đạt hơn 99% và mũi 2 đạt 83%. Riêng đối với các trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, mũi 1 đạt 95% và dự kiến tiêm mũi 2 vào tuần cuối tháng 11 năm 2021. Theo báo cáo số liệu từ các quận huyện cho thấy, số ca mắc mới ở hầu hết 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức đều có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt tại 5 quận huyện có số ca mắc mới tăng cao gồm huyện Bình Chánh, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức, quận Bình Tân và quận 12. Thành phố sẽ tiếp tục triển khai phương án cách ly F0 tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc chuyển vào khu cách ly tập trung quận huyện nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Đối với các trường hợp có triệu chứng của can thiệp y tế thì chuyển vào bệnh viện điều trị COVID-19 tầng 2 và tầng 3.
Từ khi áp dụng hướng dẫn chẩn đoán điều trị do Bộ Y tế ban hành, đặc biệt sử dụng thuốc Monopiravir, đã có nhiều trường hợp F0 hoàn thành, không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các trường hợp nêu trên vẫn phải tiếp tục cách ly đến hết thời gian theo quy định là 14 ngày. Bạc Liêu tăng tốc tiêm vaccine cho trẻ, phụ huynh vui mừng. Thưa quý vị, ghi nhận của phóng viên, Bạc Liêu đã tiêm vaccine cho trẻ em bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 với lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi, chủ yếu là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, số lượng gần 60.000 em, trong đó nhiều nhất là thành phố Bạc Liêu gần 12.000 em và ít nhất là huyện Vĩnh Lợi với hơn 5.300 em. Khi đi tiêm chủng, các em ghi đầy đủ thông tin, trong đó cha mẹ hoặc người thân giám hộ phải có xác nhận đồng thuận. Trước đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, số ca mắc mới trong cộng đồng còn cao, nhiều phụ huynh ở Bạc Liêu rất lo lắng khi thấy nhiều tỉnh thành xung quanh đã tiêm vaccine cho trẻ, nhưng Bạc Liêu thì chưa. Như gia đình anh Hát, ngụ thành phố Bạc Liêu có 4 người, trong đó vợ chồng anh và con trai lớn đã tiêm đủ 2 mũi, nhưng đứa con gái 15 tuổi vẫn chưa được tiêm nên rất khó khăn đi lại vì vướng quy định của tỉnh. Vì thế khi có thông báo tiêm vaccine cho trẻ em, gia đình anh Hát rất vui và an tâm hơn. Khi đến các địa điểm tiêm, trẻ được lực lượng y tế đo thân nhiệt, khám sàng lọc rất kỹ để đảm bảo sức khỏe ổn định thì mới tiêm nhằm đạt hiệu quả tốt nhất. Loại vaccine được tiêm cho trẻ ở Bạc Liêu là vaccine Pfizer. Số lượng của tỉnh Bạc Liêu gần 60.000 trẻ em. Số lọ vaccine được phân bổ là hơn 9.700 lọ với hơn 58.000 liều. Nhiều trẻ trước khi tiêm rất lo lắng vì nghe thông tin là bị một số phản ứng như sốt, đau, nhưng lực lượng y tế tư vấn, địa phương tuyên truyền kỹ nên các em cũng vững tin. Em L 16 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết em tiêm vào chiều ngày 18 tháng 11 và cho đến sáng ngày 19 tháng 11 thấy rất ổn định nên rất vui và an tâm hơn trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Sau khi tiêm, các em được theo dõi một khoảng thời gian mới cho về nhà. Theo kế hoạch của tỉnh Bạc Liêu, tỉnh hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đến ngày 22 tháng 11. Lãnh đạo tỉnh cũng đồng ý cho trẻ em chưa đủ 12 tuổi đang học lớp 6 năm 2021, các em sinh năm 2010 được tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19. Tỉnh đã giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và địa phương triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả trên cơ sở nguồn vaccine được cấp. Số trẻ được tiêm vaccine được thống kê, cập nhật nhanh chóng. Tính đến ngày 19 tháng 11, Bạc Liêu đã tiêm hơn 43.800 mũi cho trẻ em. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, từ năm 2022, tỉnh này sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn. Trong đó, tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều vaccine, dự kiến thời gian tiêm trong quý 1 năm 2022.